Trên đây có một cái bãi rất là đẹp, bãi cỏ. À, có lẽ nơi đây là để chơi chơi golf. Đây là nơi cắm một cái cờ ở ngay cái lỗ golf. Đây có một cái cây điều nữa các bạn. Cây điều nó có cái hạt nằm ở ngoài. Rụng đầy ở đây nè các bạn. Trái điều nó cũng thơm lắm. Hạt điều như mình biết là mấy năm nay thì giá rất là thấp ha. Nó không còn mắc như những năm trước nữa. Có lẽ là do nhiều người trồng quá hay là sao đó thì mình cũng không rõ nữa, mà giá hạt điều những năm nay rất là rẻ ha. Ngày Tết mọi người có thể mua với giá hạt điều không còn mắc như xưa. Nhà này thì mình thấy có nhiều cái lỗ á, với lại có cái tiếng chim hót thì chắc là họ để dùng để nuôi yến. Ở trên đây cũng có một cái chỗ cắm cờ là cái lỗ đánh golf. Với những câu trả lời của người khác để xem mình hơn hay kém người. Đây là một cái hố cát ở sân golf, một cái chướng ngại vật của sân golf nha các bạn. Bên kia có một cái lầu để hóng mát ha. Những người chơi trên golf này thì phải có một cái giày chuyên để chơi trên sân golf các bạn ha. Mình thì đang đi cái dép lào này, không biết có sao không, nó hư cỏ không. Đây là lần đầu tiên thì mình đến được cái nơi này thì cũng khá là ngạc nhiên với cái sự riêng biệt của nó đối với khu vực bên ngoài. Khi mọi người nghĩ đến tỉnh Đồng Nai thì ít ai nghĩ tới có một cái nơi như thế này, một cái đảo rất là yên tĩnh. Và có lẽ rằng đây là mùa thấp điểm của du lịch cho nên là trên đây thì giờ khá là vắng vẻ. Có một vài chiếc xe điện đi dọc theo cái đường quanh đảo này thì ví dụ như mọi người đi dạo mà có mỏi chân thì có thể là lên những chiếc xe này để trở về cái chỗ nghỉ của mình. Hiện tại thì mình đã đi bộ cách cái chỗ nghỉ của mình đã khoảng 700-800 mét. Tuy nhiên là một cái vòng quanh đảo cho nên là có thể mình đi tắt ngang qua cái sân golf trong này được ha.
kia có một cái nhà lồng, có thể là nơi để chơi tennis. Thì chiều nay có một cái hội giao lưu của bên cơ quan mình với cơ quan của đối tác ở đây. Đây có cái chuồng nai các bạn, mình chỗ mấy cái lá khô này mình không dám bước vào, ghê quá. Mình sẽ đi cái chỗ, nói chung là những trên cái nơi xa lạ thì mình cũng nên cẩn thận ha, rắn rít được. Đó. Chú nai đang buồn, lâu lâu có người nhìn. Hello, nhìn cái hốc mắt nó có cái lỗ hả? Hốc mắt có cái lỗ. Đó, chú nai đang ăn. Hình như là thức ăn dành riêng cho nai. Mình thấy nó có dạng hạt này. Một con nai không có sừng, nhưng mà con nai có sừng. Ăn gì đó nai? Ăn gì đó? Cứ ăn thôi, mình cứ ăn thôi, đúng không? Này, chú nai có sừng, lạnh lùng quá. Buồn. Ừ, nghiến răng đó, ta đang nghiến răng đó à. Nghiến răng đó. Ê. Coi có gì dưới nha. Đó. Có sừng. Nào có sừng. Reindeer. Có cái nhà để trú mưa đây. Nhà trú mưa của nai đó nha. Đẹp. Ở đây có khu vực để nghỉ ngơi cắm trại nữa nè các bạn, dành cho các bạn thanh niên thích sở thích cắm trại ha. Và khu vực cắm trại thì cũng có những cái khu vực vệ sinh ngay sát bên luôn, và rất là sạch sẽ, có mái che nha các bạn. Đây là một nhóm các bạn thanh niên đang chuẩn bị đồ nướng ha. Đó, mình sẽ một buổi tối tưng bừng. Ở xa xa có một chuồng đà điểu. Đây là hai con đà điểu. Đà điểu thì theo mình biết thì cũng dễ nuôi thôi, nó không như những cái loài khác thì đà điểu ở Việt Nam mà nuôi lấy thịt được. Cho nên là những con đà điểu sẽ không xa lạ với các chuồng thú ở Việt Nam. Có một con đang nằm mà các bạn. Nhìn thấy thương không? Rồi đà điểu nằm. Đó, nằm. Bự mà nằm nhìn vui quá. Đứng lên thì hiên ngang không? Đó.
đứng lên hiền ngang không? Loài chim bự nhất thế giới nha. À, loài chim bự nhất chính là con đà điểu nha các bạn. Con đà điểu có vận tốc chạy có thể lên đến 50-60 km/h nha. Thấy đà điểu rượt thì khỏi cần chạy nha các bạn. Khu vực bên trong này rất là nhiều cây cao và rất là nhiều tiếng chim ha, đang có nhiều tiếng chim lắm. Bên trong có một cái cây mít các bạn, mít đấy. Như các bạn thấy trái mít đó không? Để mình zoom lên nha. Đó, trái mít đó. Đây gần như mình đang chuẩn bị đến một cái đường cong quanh đảo rồi đó. Là mình đi được khoảng hơn nửa vòng rồi.